quyển sách âm thanh này size rất là to luôn, chỗ nó nặng, nó to lắm nha. Và hay ở một chỗ là nó sẽ có những cái hình ảnh dễ thương và những hình ảnh thực tế để cha bé có thể so sánh với nhau nè. Âm thanh đó, kitten, mèo con, dê, khỉ. Rồi ở đây nó sẽ có những cái động từ, những cái đặc tính đi kèm với lại cái con vật đó luôn. Nè, con ếch ộp rồi nè, con vịt thử nè. Ôi, đồ to dữ. Kangaroo nè. À, kangaroo là nhảy nhảy đó. Ngựa nè. Wow, rất là nhiều các bạn động vật luôn.